Ronaldo ghi cú đúp khi Bồ Đào Nha thắng 5-0. Cristiano Ronaldo và đồng đội thắng hủy diệt Bosnia Herzegovina 5-0 ở vòng loại dù đã giành vé dự vòng chung kết Euro 2024. Huấn luyện viên Roberto Martinez tung đội hình mạnh, bất chấp việc trận đấu trên sân Billino Conje chỉ mang ý nghĩa thủ tục với Bồ Đào Nha. Cuối tuần trước, chiến thắng trước chủ nhà Slovakia 3-2 đã giúp ông và các học trò vào vòng chung kết sớm 3 lượt đấu. Trận đó, Ronaldo lập cú đúp, nâng thành tích ghi bàn lên 125 bàn sau 202 trận cho Bồ Đào Nha và trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử 6 lần vượt qua vòng loại Euro. Hôm qua, siêu sao 38 tuổi tiếp tục tỏa sáng, thậm chí ghi 2 bàn chỉ trong 20 phút. Bàn đầu tiên từ chấm phạt đền sau khi trọng tài bắt lỗi để bóng chạm tay trong vòng cấm của Adrian Leon Barisic. Thủ quân Bồ Đào Nha sút vào giữa, đánh lừa thủ thành Ibrahim Say. 15 phút sau, từ một tình huống chuyển trạng thái nhanh, Ronaldo đón đường chọc khe của Hao Felix rồi bấm bóng qua Say. Hai bàn này giúp tiền đạo thuộc biên chế Anak bắt kịp Romelu Lukaku trong cuộc đua vô phá lưới vòng loại Euro 2024 khi cả hai đều có 9 bàn. Với sự cổ vũ của khán giả nhà, Bosnia Herzegovina vùng lên đáp trả. Nhưng ý đồ đó bất thành, thậm chí sa bẫy phản công của Bồ Đào Nha. Từ một đường truyền dài, Fernandes phá bẫy việt vị rồi vô lê trái phá, khiến Say không kịp phản xạ. Không lâu sau, vẫn từ một pha phản công, hàng thủ chủ nhà để Fernandes đón bóng sát biên dọc. Đường căng ngang của anh không được Ronaldo tận dụng, nhưng Hao Cancelo đón bóng ở rìa vòng cấm trước khi sút tung nóc lưới Bosnia Herzegovina. Cơn ác mộng của đội chủ nhà chưa chấm dứt. Bẫy việt vị của họ lại phản tác dụng khi để Otavio thoát xuống đón đường truyền của Dalot. Tiền vệ đội khách truyền dọn cổ cho Felix ghi bàn dễ dàng. Cũng như bàn thứ hai, VAR vào cuộc để xác minh lỗi việt vị nhưng Bồ Đào Nha vẫn được công nhận. Dẫn 5 bàn, Bồ Đào Nha thi đấu thông dong trong hiệp 2. Họ không ghi thêm bàn, nhưng cũng không nhận thẻ hay chấn thương. Huấn luyện viên Martinez trao cơ hội để các cầu thủ dự bị thể hiện. Trong đó, đáng chú kể có tiền vệ 19 tuổi Hao Neves, người ra mắt đội tuyển Bồ Đào Nha khi được tung vào thay Otavio ở phút 85. Kết quả này giúp Bồ Đào Nha duy trì thành tích toàn thắng sau 8 trận ở bảng ghi vòng loại Euro 2024. Ronaldo và đồng đội vẫn còn 2 trận chưa đá, gặp Liechtenstein vào ngày 16 tháng 11 và Iceland ngày 19 tháng 11. Martinez muốn học trò tiếp tục chơi theo cách này và xem đó là sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu lớn vào năm sau. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.